Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 18 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, vành đai địa chấn Fengwei bắt đầu từ lưu vực Sanhua Huayan và Hualai Yanqing ở tỉnh Hà Bắc ở phía Bắc và đi qua lưu vực Yanquan, Suxian Basin, Datong Basin, Xinjing Basin, Liuqiu Basin, Taiyuan Basin, Lifeng Basin và lưu vực Yucheng ở phía Nam, lưu vực Weihe. Vùng động đất Fengwei thuộc vùng động đất Bắc Trung Quốc và là một vùng hoạt động địa chấn mạnh khác ở miền Đông Trung Quốc. Trận động đất 8,0 độ Richter ở Hồng Đông, Sơn Tây năm 1303 và trận động đất 8,0 độ Richter ở Huaxian, Thiểm Tây năm 1556 đều xảy ra trong vùng động đất Fengwei. Trận động đất Jiangbei M6.2 vào tháng 1 năm 1998 cũng gần vành đai động đất Fengwei. Kể từ khi ghi chép bắt đầu, đã có khoảng 160 trận động đất có cường độ 4,7 độ Richter hoặc cao hơn trong vùng động đất Fengwei. Trong đó có 7 trận động đất mạnh 7 đến 7,9 độ Richter, 2 trận động đất mạnh 8 độ Richter trở lên. Trận động đất Linfen là một trận động đất lớn đã xảy ra ở lưu vực trũng đứt gãy lâm phần ở phía nam tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Cường độ của trận động đất được ước tính là 7,5 đến 8 độ Richter. Theo biên niên sử quân lâm phần của ông chính, trận động đất ở Bình Dương, ở Su là sấm sét và các bức tường thành, văn phòng chính phủ, đền thờ và nhà dân sụp đổ ngay lập tức, giết chết hàng chục nghìn người dân thành thị và nông thôn. Cách đây 400 năm, vào năm 1303, gần đó, một trận động đất với quy mô tương tự đã xảy ra ở huyện Hồng Đông và thị trấn Triệu Thành ở Trung Quốc. Cấu trúc địa chất của toàn bộ vành đai địa chấn Sơn Tây thuộc lưu vực đứt gãy kiểu Graben có điều kiện nền để xảy ra các trận động đất lớn. Khu vực địa chấn Bắc Trung Quốc bao gồm tất cả hoặc một phần Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Nội Mông, Sơn Tây, Thiểm Tây, Ninh Hạ, Giang Tô, An Huy và các tỉnh khác. Trong số 5 khu vực động đất, cường độ và tần suất động đất của nó chỉ đứng sau khu vực động đất ở cao nguyên Thanh Hải, Tây Tạng, đứng thứ 2 trong cả nước. Kể từ khi khu vực đô thị nằm trong khu vực này, nó là đặc biệt thú vị. Theo thống kê, đã có 5 trận động đất có cường độ 8 độ Richter được ghi nhận tại khu vực này, 18 trận động đất có cường độ từ 7 đến 7,9 độ Richter xảy ra. Ngoài ra lại nằm trong khu vực có mật độ dân cư đông đúc, tập trung các thành phố lớn, chính trị, kinh tế, văn hóa, giao thông phát triển của Trung Quốc nên nguy cơ thảm họa động đất là vô cùng nghiêm trọng. Trung Quốc nằm giữa hai đới tập trung động đất lớn nhất thế giới. Đới địa chấn vành đai Thái Bình Dương và địa chấn Á-Âu do mảng Thái Bình Dương nén, mảng Ấn Độ và mảng biển Philippines nên các đới đứt gãy động đất rất phát triển. Có rất nhiều trận động đất mạnh ở Trung Quốc và hầu hết chúng là những trận động đất nông xảy ra trong đất liền và chúng có độ sâu dưới 20 km. Vì vậy, Trung Quốc là quốc gia có nhiều trận động đất nhất trên thế giới, đồng thời cũng là một trong những quốc gia hứng chịu nhiều thảm họa động đất nghiêm trọng nhất. Trung Quốc đại lục chiếm khoảng 1/4 diện tích đất liền của thế giới, nhưng lại có đến 1/3 diện tích đất liền có các trận động đất có tính chất hủy diệt đã xảy ra vào thế kỷ 20. Số người chết là khoảng 600.000 người, chiếm khoảng một nửa số người chết trên thế giới vì các trận động đất trong cùng thời kỳ. Trong thế kỷ này, trên thế giới đã xảy ra 2 trận động đất lớn khiến hơn 200.000 người thiệt mạng. Cả hai đều xảy ra ở Trung Quốc. Một là trận động đất 8,5 độ Richter ở Heiyuan, Ninh Hạ, khiến hơn 230.000 người thiệt mạng. Trận còn lại là trận động đất 7,8 độ Richter ở Đường Sơn, Hà Bắc, khiến 24 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Hai trận động đất lớn đã gây ra những thiệt hại thương tâm về người và của. Trung Quốc là quốc gia hứng chịu những thảm họa động đất nghiêm trọng do tần suất xảy ra nhiều, cường độ lớn, tâm chấn nông và phân bố rộng. Kể từ thế kỷ 20, gần 800 trận động đất có cường độ từ 6 độ Richter trở lên đã xảy ra ở Trung Quốc, bao gồm tất cả các tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương, ngoại trừ Quý Châu, Chiết Giang và đặc khu hành chính Hồng Kông. Kể từ năm 1900, số người chết vì động đất ở Trung Quốc đã lên tới 550.000 người, chiếm 53% số người chết vì động đất toàn cầu. Kể từ năm 1949, hơn 100 trận động đất hủy diệt đã tấn công 22 tỉnh, khu tự trị và thành phố, bao gồm cả tại 14 tỉnh, hơn 270.000 người đã thiệt mạng, chiếm 54% số người chết vì các thảm họa khác nhau trong cả nước. Trận động đất đã ảnh hưởng đến diện tích hơn 300.000 km2 và 7 triệu ngôi nhà bị sập.
mức độ nghiêm trọng của động đất và các thảm họa thiên nhiên khác là một trong những điều kiện quốc gia cơ bản của Trung Quốc. Hoạt động địa chấn ở Trung Quốc phân bố chủ yếu trong 23 vành đai địa chấn ở 5 vùng. 5 khu vực là tỉnh Đài Loan và các vùng biển lân cận, Tây Nam Trung Quốc chủ yếu là Tây Tạng, Tây Tứ Xuyên và Trung và Tây Vân Nam, Tây Bắc Trung Quốc chủ yếu ở hành lang Heishi của Cam Túc, Thanh Hải, Ninh Hạ và chân núi phía Bắc và phía Nam của dãy núi Thiên Sơn, North Trung Quốc, chủ yếu ở hai bên dãy núi Tai Hang, thung lũng sông Fenway, khu vực Yaxian San San, trung tâm Sơn Đông và Vịnh Bột Hải, Quảng Đông, Phúc Kiến và những nơi khác trên bờ biển phía Đông Nam. Tỉnh Đài Loan của Trung Quốc nằm trên vành đai địa chấn Thái Bình Dương, Tây Tạng, Tân Cương, Vân Nam, Tứ Xuyên, Thanh Hải và các tỉnh khác nằm trong vành đai địa chấn Himalaya, Địa Trung Hải và các tỉnh khác nằm trong vành đai địa chấn liên quan. Sự phân bố các vành đai địa chấn của Trung Quốc là cơ sở quan trọng để hình thành các khu vực phòng thủ và giám sát địa chấn trọng điểm của Trung Quốc. Động đất ở Trung Quốc phân bố chủ yếu ở 5 vùng, vùng Đài Loan, vùng Tây Nam, vùng Tây Bắc, vùng Bắc Trung Quốc, vùng Duyên Hải Đông Nam và 23 vành đai địa chấn. Vùng động đất phía Bắc Trung Quốc bao gồm tất cả hoặc một phần Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Nội Mông, Sơn Tây, Thiểm Tây, Ninh Hạ, Giang Tô, An Huy và các tỉnh khác. Vùng địa chấn Hoa Bắc được chia thành 4 vùng địa chấn. Vùng động đất Thang Chen, Trinh Khiu bao gồm hầu hết hoặc một phần Liêu Ninh, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô và các tỉnh khác từ Sukian đến Thiêng. Nó là một vành đai hoạt động địa chấn mạnh ở khu vực phía đông lục địa của Trung Quốc. Trận động đất Thang Chen mạnh 8,5 độ Richter ở Sơn Đông, trận động đất mạnh 7,4 độ Richter ở Biển Bột Hải và trận động đất Hai Cheng mạnh 7,4 độ Richter đã xảy ra trong vành đai địa chấn này. Theo ghi chép, hơn 60 trận động đất mạnh từ 4,7 độ Richter trở lên đã xảy ra trong vành đai này. Trong đó có 6 trận động đất mạnh từ 7 đến 7,9 độ Richter, một trận động đất mạnh 8 độ Richter trở lên. Vành đai địa chấn Đồng bằng Hoa Bắc, ranh giới phía Nam gần nằm trên đường Tân Hương - Bạng Phụ, ranh giới phía Bắc nằm ở phía Nam của núi Yansan, ranh giới phía Tây nằm ở phía Đông của núi Tai Hang và ranh giới phía Đông nằm ở rìa phía Tây của vùng trũng Vịnh Xia Leo Hê Leo Đông. Kéo dài về phía Nam đến Đông Nam của Thiên Tân và phía Đông Nam kinh tế đến khu vực Tô Châu. Đây là vùng động đất có mối đe dọa lớn nhất đối với các vùng Bắc Kinh, Thiên Tân và Đường Sơn. Trận động đất Hebei Sanhe với cường độ 8,0 độ Richter và trận động đất Đường Sơn với cường độ 7,8 độ Richter đã xảy ra ở vành đai này. Theo thống kê, hơn 140 trận động đất có cường độ 4,7 độ Richter trở lên đã xảy ra ở vành đai này. Trong đó có 5 trận động đất mạnh từ 7 đến 7,9 độ Richter, một trận động đất mạnh 8,0 độ Richter trở lên. Vùng động đất Fenway, nó bắt đầu từ lưu vực Sanhua, Huayan và Huailai, Yanqing ở tỉnh Hà Bắc và ở phía Bắc và đi qua các lưu vực Yangwan, Yongxian Basin, Datong Basin, Xingding Basin, Liuqiu Basin, Taiyuan Basin, Lifan Basin, Juncheng Basin và Weihe Basin ở miền Nam. Nó là một vành đai hoạt động địa chấn mạnh khác ở miền Đông của Trung Quốc. Trận động đất 8,0 độ Richter ở Hồng Đông, Sơn Tây và trận động đất 8,0 độ Richter ở Huanxian, Thiểm Tây đều xảy ra trong vành đai này. Trận động đất mạnh 6,1 độ Richter ở Jiangbei cũng ở gần vành đai này. Kể từ khi ghi chép bắt đầu, đã có khoảng 160 trận động đất có cường độ 4,7 độ Richter hoặc cao hơn trong vùng địa chấn này. Trong đó có 7 trận động đất mạnh từ 7 đến 7,9 độ Richter, 2 trận động đất từ 8 độ Richter trở lên. Vành đai địa chấn Ngân Xuyên - He Tao, nó nằm ở phần phía Tây và phía Bắc của khu vực He Tao, từ Ngân Xuyên - Huda - Denku đến các phần phía Tây của Hot Hot. Trận động đất 8,0 độ Richter ở Ngân Xuyên Ninh Hạ xảy ra trong vành đai này. Trong khu vực địa chấn này, các ghi chép về trận động đất lịch sử bắt đầu vào năm 849. Do thiếu nhiều ghi chép lịch sử, theo dữ liệu hiện có, khu vực này đã ghi nhận tổng cộng khoảng 40 trận động đất có cường độ mạnh 4,7 độ Richter hoặc cao hơn. Trong đó có 9 trận động đất mạnh từ 6 đến 6,9 độ Richter và một trận động đất mạnh 8 độ Richter. Vùng động đất cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng, nó bao gồm khu vực cao nguyên rộng lớn được bao bọc bởi dãy núi Hindu Kush, dãy núi Tây Côn Lôn, dãy núi Antun, dãy núi Kilian, dãy núi Helan, Liupan, dãy núi Long Môn, dãy Himalaya và cánh phía đông của dãy núi Heduan. Nó liên quan đến toàn bộ hoặc một phần của Thanh Hải, Tây Tạng, Tân Cương, Cam Túc, Ninh Hạ, Tứ Xuyên, Vân Nam và một phần của Liên Xô cũ, Afghanistan, Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh, Myanmar, Lào và các quốc gia khác.
khu vực động đất này là khu vực động đất lớn nhất ở Trung Quốc và nó cũng là khu vực có hoạt động địa chấn dữ dội nhất và thường xuyên xảy ra các trận động đất lớn. Theo thống kê, tại đây đã xảy ra 9 trận động đất từ 8 độ Richter trở lên, 78 trận động đất mạnh từ 7 đến 7,9 độ Richter, đứng đầu cả nước. Ngoài ra, khu vực động đất Tân Cương và khu vực động đất Đài Loan cũng là hai khu vực động đất ở Trung Quốc đã xảy ra động đất mạnh 8 độ Richter. Người ta cũng biết rằng những trận động đất mạnh và có sức hủy diệt liên tục xảy ra ở đây. Vì vùng động đất ở Tân Cương thường dân cư thưa thớt và kinh tế kém phát triển, mặc dù ngày càng có nhiều trận động đất mạnh thường xuyên xảy ra, nhưng hầu hết đều xảy ra ở các vùng núi, thiệt hại về người và tài sản nhỏ hơn nhiều so với một số vành đai động đất ở miền Đông Trung Quốc. Điều đáng nói là vành đai ngoài địa chấn ven biển Đông Nam thuộc vùng địa chấn Nam Trung Quốc, nơi xảy ra trận động đất 8,0 độ Richter ở Tuyền Châu, Phúc Kiến và trận động đất mạnh 7,5 độ Richter ở Gyeongsan, Quảng Đông. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.